Thượng tá Trần Văn Dân nghẹn ngào, chúng tôi xin lỗi vì chưa tìm được hết thân nhân của bà con. Ngày 25 tháng 9, tại nhà văn hóa thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã diễn ra buổi chia tay lực lượng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn người mất tích do sạt lở đất bởi hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra tại xã Nậm Lúc. Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra sạt lở đất gây chết người tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông và khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, các lực lượng chức năng của huyện Bắc Hà, xã Nậm Lúc và người dân địa phương hiệp đồng thực hiện ngay công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, do vị trí xảy ra sạt lở đất bị cô lập, chia cắt và lượng bùn đất, đá, bê tông vùi lấp quá lớn khiến công tác tìm kiếm người mất tích gặp nhiều khó khăn. Đã có gần 300 người nỗ lực chạy đua với thời gian tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích, cơ động đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại xã Nậm Lúc. 15 ngày tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích cùng sự nỗ lực, quyết tâm của các lực lượng quân đội, công an, biên phòng, người dân địa phương đến nay đã tìm thấy thi thể và xác định được 5 người thiệt mạng tại khu nhà điều hành thủy điện Đông Nam Á, Nậm Lúc, 14 người thiệt mạng tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông. Trong những ngày qua, tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn tại Nậm Lúc, các lực lượng đã nỗ lực, làm hết sức mong sớm tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích để bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng và sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, vẫn còn 4 thi thể chưa được tìm thấy khiến nhiều người rời đi cảm thấy ngậm ngùi. Sau khi rút bớt lực lượng tại hiện trường sạt lở đất ở thôn Nậm Tông, các lực lượng của huyện, xã và người dân tiếp tục tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích còn lại cũng như giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Tại lễ chia tay, Thượng tá Trần Văn Dân, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nghẹn ngào cho biết, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô là lực lượng đầu tiên phối hợp với chính quyền và người dân huyện Bắc Hà tìm kiếm cứu nạn những người dân bị vùi lấp. Thượng tá Dân nhớ lại những ngày đầu ở thôn Nậm Tông vô cùng khó khăn khi không có chỗ ăn ở, nước bị ô nhiễm. Bà con nhân dân đã dựng lều bạt tạm ở cùng với cán bộ chiến sĩ. Sau 15 ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với đồng bào nhưng đến nay vẫn còn 4 người, trong đó có 3 người lớn và 1 trẻ em chưa được tìm thấy. Là điều Thượng tá Dân cùng lực lượng cứu hộ vô cùng trăn trở. Có những chỗ chúng tôi đã đào đi đào lại 2 lần, có những chỗ đào sâu 8, 10 mét. Thay mặt lực lượng cứu hộ cứu nạn, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã không đưa được hết thân nhân của bà con lên để về nơi an nghỉ cuối cùng. Thượng tá Dân xúc động. Sau lời phát biểu chia tay của Thượng tá Dân, bí thư chi bộ thôn Nậm Tông Lù Sơ Nương đã không cầm được nước mắt, khóc nghẹn khi nói lời cảm ơn lực lượng cứu hộ, cứu nạn và nói về những mất mát của quê hương Nậm Tông.